Chiều 8 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Định Hóa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo phương án hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp năm 2023, phương án hỗ trợ trồng cây quế năm 2023 của huyện Định Hóa. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; đồng chí Hoàng Văn Đại, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Phương án hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản năm 2023 gồm có hỗ trợ trồng chè, hỗ trợ trồng quế, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, hỗ trợ thực hiện chương trình OCOP, hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực theo kế hoạch thực hiện đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2023, định hướng đến năm 2030, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, hỗ trợ chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đối với việc hỗ trợ trồng cây quế, huyện có riêng phương án hỗ trợ kinh phí phát triển cây quế theo đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện. Tại hội nghị đã có 10 ý kiến của các ban tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đại diện các hộ dân, hợp tác xã trên địa bàn huyện thực hiện phương án các năm về trước. Các ý kiến tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện phương án từ các năm trước, quản lý thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường công tác vệ sinh môi trường đối với các trang trại, gia trại, đẩy nhanh tiến độ cấp giống quế cho hộ dân cho kịp thời vụ, hỗ trợ phát triển, nâng cao giá trị cây chè trên địa bàn huyện, thống nhất kinh phí, hỗ trợ giữa các phương án. Ngoài ra, còn có các ý kiến khác về nội dung, giải pháp thực hiện các phương án, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân, thuận lợi về thủ tục hành chính. Sau khi tiếp thu các ý kiến đóng góp, các cơ quan chuyên môn của huyện đã làm rõ các ý kiến, đồng thời tiếp thu, chỉnh sửa phương án cho phù hợp với điều kiện của địa phương. Thông qua hội nghị phản biện xã hội cũng sẽ là cơ sở để các cơ quan chuyên môn điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án hợp lý để trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện sắp tới phê duyệt thông qua.